Nếu em thích sự ấm áp của châu Âu thì hãy đến với anh. Anh có túi ngủ Nature High chính hãng. Túi ngủ mùa hè H150 chính hãng Nature High là một trong những sản phẩm không thể thiếu trong những chuyến du lịch, dã ngoại, cắm trại. Với thiết kế đa năng vừa làm túi ngủ giữ nhiệt, vừa có thể làm chiếc chăn đắp cho hai người. Kích thước gấp gọn chỉ khoảng 40cm, trọng lượng chưa tới 1kg, giúp bạn dễ dàng mang theo khi cắm trại, leo núi. Chiều dài sử dụng của túi ngủ là 1m, phù hợp vóc dáng của hầu hết người Việt Nam, giúp bạn có một giấc ngủ thoải mái. Lớp ngoài được làm từ polyester, có khả năng chống thấm nước. Vì thế mà ngoài việc giữ ấm cho người sử dụng, chiếc túi này còn có thể ngăn cho bạn khỏi bị ướt trong những điều kiện mưa gió. Lớp vải bên trong túi ngủ được làm từ vải lụa mềm mại, mang lại cảm giác thoải mái và ấm áp khi sử dụng. Khóa kéo hai chiều và miếng khóa dán được thiết kế thuận tiện cho người sử dụng. Túi ngủ sẽ vừa vặn cho một người khi khóa kéo và có thể dễ dàng chuyển đổi thành một tấm chăn rộng dành cho 2 đến 3 người lớn. Túi ngủ Nature High, sản phẩm không thể thiếu dành cho những chuyến đi camping, picnic hoặc là trekking. Và ngoài ra thì nó còn được sử dụng dành cho những anh chị em nào làm việc tại văn phòng có muốn một giấc nghỉ trưa riêng tư và ấm áp thì hoàn toàn có thể sử dụng túi ngủ này dành cho một người, hoặc là có thể mở rộng ra thành một tấm chăn dành cho 2 đến 3 người. Mình là Đạt, review tất cả các sản phẩm cắm trại hàng đầu Việt Nam, và hãy subscribe kênh YouTube và để theo dõi những video review tiếp theo của Đi Đâu Đây nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm túi ngủ hoặc là lều cắm trại thì hãy để lại comment dưới video, mình sẽ giải đáp thắc mắc. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.